Chào tất cả các bác, rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay ở phiên đồng hồ buổi sáng ngày 29 tháng 4 năm 2022. Chúc các bác sẽ có một kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 vui vẻ và thật là hạnh phúc nha. Phiên đồng hồ ngày hôm nay sẽ là một bộ sưu tập và rất nhiều các mẫu đồng hồ xưa cổ chính hãng đến từ nhiều các thương hiệu lớn ở trên thế giới. Và vẫn như mọi ngày, trong quá trình các bác xem video yêu thích mẫu đồng hồ nào thì hãy nhanh tay chốt đơn cho em qua Zalo số điện thoại 0936050424. Số điện thoại em đã ghi ở bên ngoài màn hình nhé. Cửa hàng Kiên cũng sẽ bước vào kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Hẹn gặp lại các bác vào buổi sáng thứ hai đầu tuần. Bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video nhé. Mẫu đồng hồ đầu tiên đó là một em Rado Capio. Đây là một chiếc đồng hồ Rado sản xuất vào đầu những năm thập niên 70 của Thụy Sĩ này. Rado Capio nổi bật với màu mặt trắng và vàng, sự kết hợp rất là hài hòa giữa hai cái màu mặt nền. Thiết kế cọc số nổi và có một ô cửa lịch nằm tại góc 3 giờ này. Form dáng thì cực kỳ là khỏe khoắn nam tính với cái form mặt hình thoi dài, chém vát hai cạnh cực kỳ chất luôn. Vỏ ngoài bọc thép không gì toàn thân. Các bác nhìn này, đây là thiết kế vỏ thép của em này nha. Cái chất liệu thép không gì cực kỳ tốt, giữ được tình trạng xuyên suốt là mấy chục năm vẫn còn giữ được cái độ mới rất là cao nha. Dây khóa nguyên bản của Rado này, mặt đáy sẽ có khắc tên Rado kiểu biểu tượng ba cá ngựa, núm jean logo. Em này có size mặt ngang là 38 và size dọc sẽ là 41. Ngang 38, dọc 41. Em đeo thử lên tay cho các bác cùng ngắm nha. Một chiếc đồng hồ Rado với màu mặt cực kỳ đẹp luôn ạ. Test thử phần núm nhé. Chiếc Capio này sẽ có nấc để chỉnh địch nhanh, rất là tiện cho các bác trong quá trình sử dụng. Kim cọc hoạt động tốt. Bộ máy cơ tự động nguyên bản của đồng hồ Rado. Bây giờ em sẽ mở máy nhé. Các bác cùng chiêm ngưỡng bộ máy bên trong của em đồng hồ này. Rồi, và đây là bộ máy trong của em Rado. Bộ máy vàng nguyên bản, cực kỳ chất luôn. Một bộ máy siêu đẹp đến từ thương hiệu Rado, cơ tự động 20 năm chân kính. Và đây là một bộ máy 5 tầng các bác ạ. Máy 5 tầng nguyên bản vàng óng luôn. Rồi, và các bác quan tâm đến mẫu đồng hồ này muốn sở hữu thì hãy nhanh tay chốt đơn cho em ạ, với mã là H243 giá 2.880.000 nhé. H243 giá 2.880.000. Qua mẫu lên sóng một chiếc Rado, ngày hôm nay sẽ lên cho các bác một cặp đôi Rado nha, với hai phong cách hoàn toàn khác biệt. Đây là một em Rado với cái màu mặt đỏ gạch. Và đây cũng là một chiếc đồng hồ Rado với dáng xưa rất là độc đáo. Thiết kế mặt với các đường vân kẻ ngang, cọc số nổi và có một ô lịch nằm tại góc 3 giờ. Phong cách siêu chất, size ngang 38 và size dọc em này là 40. Máy cơ tự động nguyên bản. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nhé. Các bác cùng chiêm ngưỡng phần mặt của chiếc đồng hồ này. Em này sẽ có phần vỏ ngoài bọc thép không gỉ, nốm zin này, đó, dây khóa zin, đáy cũng có khắc biểu tượng Rado ba cá ngựa. Nói chung là cái chất liệu vỏ của Rado cũng như là bộ máy thì nó làm rất là chỉnh chu và cực kỳ tốt. Đối với các bác là mà mới chơi những cái dòng máy cổ như thế này thì các bác có thể lựa chọn cái thương hiệu Rado này. Đây là một thương hiệu cực kỳ uy tín và cái bộ máy cũng như là cái cách sử dụng nó cũng rất là đơn giản, rất là dễ chơi và dễ sưu tầm cho các bác này. Bác này yêu thích mẫu đồng hồ Rado này thì chốt đơn cho em nha, với mã là G11 này, giá 2.880.000. Tiếp tục qua mẫu lên sóng cho các bác một cặp đôi đồng hồ Seiko 5. Biết đến Seiko 5 thì các bác cũng quá là quen thuộc rồi đúng không ạ? Đây là một trong những dòng đồng hồ rất là nổi tiếng và đã làm mưa làm gió thị trường Việt Nam vào những năm thập niên 80. Nó không những mang lại những cái giá trị về mặt thời trang mà nó còn mang lại rất là nhiều những cái giá trị về mặt tinh thần.
Bác nào mà lớn tuổi một chút thì chắc chắn là sẽ cực kỳ quen thuộc với cái dòng đồng hồ này rồi đúng không ạ? Đây là niềm mơ ước của không biết bao nhiêu chàng trai vào những năm thập niên 80. Rất muốn sở hữu cho mình một chiếc đồng hồ Seiko 5 chặt góc như thế này. Và ngày hôm nay thì cửa hàng Kiên mang đến cho các bác hai siêu phẩm đồng hồ Seiko 5. Ở đây thì các bác có thể thấy đây là một chiếc đồng hồ Seiko 5 với mặt nguyên bản, cọc số chấm bi, viền vàng, mặt đen, một ô lịch. Và bên tay trái em đây thì sẽ là một chiếc Seiko với phần mặt xanh đen kết hợp với phần viền xanh, cọc số hình chóp, khá là độc đáo. Hai chiếc với hai cái thiết kế phong cách khác nhau cho các bác có thể lựa chọn này. Đó, cả hai chiếc đều được bọc thép không gỉ toàn thân. Seiko 5 thì sẽ có một cái size mặt tiêu chuẩn, đó là size ngang 34 và size dọc là 39 nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi khám phá từng chiếc một. Đối với chiếc này có mã là E122 này. Chiếc E122 này thì sẽ có phần dây khóa zin nguyên bản của Seiko. Đây là mặt đáy cũng có khắc tên thương hiệu ở đây này. Vỏ bọc thép không gỉ, mộn núm. Em sẽ test thử phần núm nha. Phần lịch, bác sẽ xoay theo chiều ngược kim đồng hồ để chỉnh cái phần lịch ngày, và xoay xuôi kim đồng hồ để chỉnh phần lịch thứ ạ. Em đeo thử lên tay cho các bác cùng ngắm nha. Mặt xanh đen, viền xanh nổi bật, cọc số hình nhà trụ nổi, thiết kế các cọc số rất là bắt mắt như thế này. Bạn nào yêu thích mẫu đồng hồ Seiko 5 này, chốt đơn cho em với mã là E122, giá 1.080.000 nha. Tiếp tục em qua cái mẫu này là E126 này. E126 này thì sẽ có thiết kế đặc trưng và rất là đơn giản của những dòng đồng hồ Seiko 5. Cũng cách chỉnh lịch thì cũng tương tự như chiếc bên trên em vừa giới thiệu. Đó. Em này cũng có phần dây khóa zin này. Đấy, cũng có khắc tên thương hiệu Seiko ở đây. Đó. Và chiếc này cũng có giá là 1.080.000, mã sản phẩm là E126 nha. Tiếp tục qua mẫu một chiếc Thụy Sĩ, một chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ này, Aureli, một thương hiệu đồng hồ xưa cổ điển với màu mặt rất là ấn tượng luôn. Em này có một cái màu một đường chạy dọc màu hổ phách ngay phần chính diện phần mặt này, cọc số trải tia và có một ô cửa lịch nằm tại góc 3 giờ. Bộ máy cơ tự động 25 chân kính nha. Size ngang của em này là 35 và size dọc là 40-39 các bác ạ. Ngang 35, dọc 39. Đó. Vỏ bọc thép không gỉ toàn thân. Em đeo thử lên tay cho các bác cùng ngắm nha. Aureliu này là một cái phiên bản đồng hồ được Thụy Sĩ sản xuất dành riêng cho đồng bào người Hoa Kiều. Đó. Thì bộ lịch của em này sẽ có hai thứ tiếng nha, tiếng Trung và tiếng Anh. Đó. Núm có nấc để chỉnh lịch nhanh. Máy cơ tự động 25 chân kính nguyên bản. Dây khóa hạt gạo. Màu mặt hổ phách rất là ấn tượng, độc đáo như thế này. Đó, một chiếc đồng hồ cực kỳ chất, được sản xuất dành cho đồng bào người Hoa Kiều. Đó, em này thì sẽ có mã sản phẩm là E23 và giá là 2.080.000 nhé. E23 giá 2.080.000. Các bác quan tâm đến mẫu đồng hồ này thì hãy nhanh tay chốt đơn cho em về Zalo. Số điện thoại em đã ghi ở bên ngoài màn hình nhé. Lên sóng tiếp tục một chiếc Edox. Đây là một thương hiệu đồng hồ tầm trung của Thụy Sĩ này. Và chiếc Edox dòng máy King Star này thì đây là cái dòng máy cao cấp của thương hiệu Edox này. Các bác có thể thấy được cái màu mặt xanh vỏ đỗ phỉ thúy này, nổi bật luôn, rất là cuốn hút. Thiết kế cọc số nổi, cái phần cọc số của em này rất là dày dặn luôn ạ. Một ô cửa lịch nằm tại góc 3 giờ. King Star, dòng máy phiên bản cao cấp. Đó. Đáy có khắc biểu tượng thương hiệu Edox này. Thiết kế vỏ chặt vát hai viền. Đó. Size mặt ngang của em này sẽ là 36 và size dọc
là 39.8, gọi là size 40 các bác nha. Phần nốm sẽ có nấc để chỉnh lịch nhanh, rất là tiện cho các bác trong quá trình sử dụng này. Đó, nấc thứ hai để chỉnh kim. Bộ máy cơ tự động automatic, em sẽ đeo thử lên tay cho các bác cùng ngắm nha. Đó, mời các bác cùng chiêm ngưỡng phần mặt của chiếc Aedux này, một màu mặt gọi là quá chất luôn ạ. Màu mặt cực kỳ là nổi bật, cuốn hút. Máy cơ tự động nguyên bản của Aedux, vỏ bọc thép không gỉ toàn thân, dây khóa linh kiện nha. Em sẽ mở máy chiếc đồng hồ này cho các bác cùng chiếm ngỡ nha. Máy em này nó khá là dễ mở này. Rơi mất. Đó, và đây là các bác cùng chiêm ngưỡng bộ máy trong của em này nha. Bộ máy cơ tự động 21 chân kính nguyên bản của Aedux. Ở trên phần bánh đà thì các bác cũng có thể thấy được cái biểu tượng. Đó, bên đây là biểu tượng của hãng đồng hồ này nha. Và bên đây là một mặt khác của phần chiếc đồng hồ này. Đó, một mặt khác bộ máy chiếc đồng hồ Aedux này. Máy chạy cực kỳ tốt luôn. Bộ máy thì còn giữ được cái tình trạng đẹp, nguyên bản. Rồi, và bác nào muốn sở hữu ngay chiếc đồng hồ này, chốt đơn cho em ạ, với mã sản phẩm là Y5. Giá chỉ có 2.080.000 ạ, cho chiếc đồng hồ cơ tự động thuộc phân khúc cao cấp của đồng hồ Aedux này. Chốt đơn em nha, mã Y5 giá 2.080.000 ạ. Bên 6 tiếp tục một em Damas, máy cơ tự động automatic 30 chân kính. Đây là chiếc đồng hồ duy nhất tại cửa hàng Kiên có cái số lượng chân kính nhiều như thế này. Các bác có bỏ ra lấy Rubik ở bên trong rồi mang đi bán chắc cũng được khá tiền đấy ạ. Đó, thiết kế mặt tỏa tia với các cọc số răng nanh nổi bật. Bên trên góc 12 giờ này là cái biểu tượng của thương hiệu Damas nha. Một ô cửa lịch nằm tại góc 3 giờ. Thiết kế form dáng khá là mỏng gọn cho một chiếc đồng hồ cơ tự động như vậy. Các bác nhìn này, máy cơ tự động và có thiết kế mỏng gọn như thế này, lên đến 30 chân kính thì cũng khá là hiếm có các cái dòng đồng hồ sản xuất được cái thiết kế khá là mỏng như thế này nha. Đấy, còn là đồng hồ xưa nữa. Đó, thiết kế chân càng hơi cong một chút xíu này, tạo sự mềm mại cho chiếc đồng hồ. Em Damas này sẽ có size mặt ngang là 45 và size dọc là 42 này. Đó, nốm zin logo có các biểu tượng chữ M ở đây. Các bác cùng ngắm phần mặt đáy nha. Đáy Damas nguyên bản, cực kỳ chất luôn ạ. Biểu tượng của thương hiệu đồng hồ Damas. Bây giờ em sẽ đeo lên tay nha. Nó các bác cùng ngắm này. Đây là phần mặt của chiếc đồng hồ này khi mà em đeo trên tay. Đó. Damas Thụy Sĩ, máy cơ tự động automatic 30 chân kính. Tình trạng kim cọc hoạt động tốt, máy đã được lau dầu và căn chỉnh ổn định rồi. Nguyên bản của Thụy Sĩ nha. Rồi, và đây là bộ máy bên trong với đồng hồ này ạ. Để các bác cùng chiêm ngưỡng bộ máy cơ cổ nguyên bản, sở hữu bộ vành tóc gai, máy 5 tầng độc đáo nguyên bản của Damas 30 chân kính ạ. Đó, máy chạy rất là tốt luôn ạ. Sở hữu bộ vành tóc gai. Vành tóc gai là thuộc cái phân khúc đồng hồ xưa, rất là xưa của Thụy Sĩ rồi. Bác nào mà muốn sở hữu em đồng hồ này thì hãy nhanh tay chốt đơn nha, với mã sản phẩm là Y44 và giá thì chỉ có 2.280.000 thôi. Y44 giá 2.280.000 nhé. Lên sóng tiếp tục gửi đến các bác một chiếc Seiko. Seiko Automatic, máy cơ tự động, mặt đen bao công. Em này thì rất là nổi bật với thiết kế viền băm. Viền băm như thế này thì nó sẽ bắt sáng cực kỳ tốt nha. Thiết kế vòi vỏ ngoài bọc thép không gỉ toàn thân. Size mặt ngang của em này là 35 và size dọc là 36 này. Mặt với hai trục tung hoành nổi bật. Bộ cơ tự động 17 chân kính. Đó. Tình trạng kim cọc hoạt động tốt. Dây khóa linh kiện, mặt đáy sẽ có khắc tên thương hiệu Seiko ở đây. Bây giờ em sẽ đeo thử lên tay cho các bác cùng ngắm nha. Mời các bác cùng chiêm ngưỡng phần mặt của chiếc Seiko này.
Seco, máy cơ tự động automatic 17 chân kính, mặt bao công, nổi bật. Một phong cách rất là độc lạ đến từ một thương hiệu đồng hồ của Nhật Bản. Và em Seco này mang đến cho các bác ngày hôm nay với mức giá cực kỳ tốt ạ. 1.180.000 là các bác có thể sở hữu ngay cái mẫu đồng hồ này rồi. Cho đơn em với mã là G16 nhé. 1.180.000. Tiếp tục một em Technos Kaiser, máy cơ tự động. Em này là một chiếc Technos với màu mặt xanh, rất là ấn tượng. Đây là thuộc cái phiên khúc của dòng Technos Skyline này. Một cái dòng đồng hồ nổi tiếng của thương hiệu Technos. Thiết kế cọc số nổi, một ô cửa lịch nằm tại góc 3 giờ, biểu tượng lôi sao 5 cánh nằm tại vị trí góc 6 giờ này. Vỏ ngoài em này bọc thép không gỉ toàn thân. Size mặt ngang là 35 và size dọc là 40 này. Đó. Nốm di logo nha. Mặt đáy em này sẽ có khắc tên thương hiệu cùng biểu tượng cách Technos Skyline ở đây. Em này có phần mặt đáy bắt quái rất là chất luôn các bác ạ. Đó, Technos là một thương hiệu đồng hồ cao cấp của Thụy Sĩ. Chắc hẳn là các bác nào mà hay chơi những dòng máy của Thụy Sĩ thì chắc chắn là sẽ rất là quen thuộc với cái thương hiệu đồng hồ này rồi đúng không ạ? Đó, em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nhá. Đây là phần mặt của chiếc Technos này. Màu mặt cực kỳ đẹp luôn. Mặt kính chống xước tốt. Vỏ ngoài bọc thép sáng bóng. Chiếc này nói chung là còn giữ được tình trạng cực kỳ tốt nhá. Bây giờ em sẽ mở máy cho các bác cùng chiêm ngưỡng phần máy bên trong của em đồng hồ này. Đó, đây là bộ máy trong này. Để các bác cùng ngắm bộ máy em Technos cơ tự động nguyên bản của Thụy Sĩ này, 25 chân kính ạ, vành tóc gai. Đó, các bác cùng ngắm này, bộ máy có Technos thì không phải chê rồi, rất là đẹp luôn, lúc nào cũng cực kỳ sáng bóng. Đó, vành tóc gai, bánh xe nổi, máy cơ tự động 25 chân kính nguyên bản của Thụy Sĩ. Và các bác muốn sở hữu em đồng hồ Technos này thì hãy chốt đơn nha. Với mã là Y16 này, giá em này là 2.880.000. Y16 giá 2.880.000 nha. Bây giờ thì em sẽ qua một vài cái dòng đồng hồ bình dân để cho các bác sưu tầm. Và chiếc đầu tiên đó là một em Mido Commander, dòng máy Ocean Star. Đó, em này là một chiếc Mido của Nhật. Bác cùng ngắm này, phần mặt của em Mido này thì rất là sang rồi ạ. Thiết kế mặt tỏa tia từ phần gốc kim 6 giờ ở bên ngoài. Nó các cọc số thiết kế giống như là những cái viên đá quý vậy. Cực kỳ là nổi bật luôn. Size mặt 37. Vỏ bọc thép không gì toàn thân và được đúc liền nguyên khối các bác ạ. Dây khóa zin nguyên bản của Mido nha. Núm này, đáy sẽ có khắc tên thương hiệu ở đây. Em sẽ đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử. Đó, đây là phần mặt của chiếc đồng hồ này mà các bác cùng chiêm ngưỡng nhé. Có nấc để chỉnh lịch nhanh, rất là tiện cho các bác trong quá trình sử dụng. Đó. Em này còn có hỗ trợ cơ có tay nữa, cho nên là các bác dùng cực kỳ tiện luôn đấy ạ. Vỏ thép không gỉ, máy cơ tự động có hỗ trợ cót tay, zin nguyên bản 100% như thế này. Đó, và giá của em Mido này thì cực kỳ tốt để cho các bác có thể giao lưu này. Mã G14 và giá chỉ có 1.480.000 nha. G14 với giá là 1.480.000 cho chiếc đồng hồ Mido Commander này. Tiếp tục lên sóng cho các bác một chiếc Paqueta. Em này là một chiếc Paqueta hàng cổ nha, chuẩn cổ luôn đấy ạ. Dành cho các bác tín đồ mà sưu tầm mấy cái dòng máy cổ thì các bác sưu tầm em này cực kỳ tốt luôn này. Sở hữu cái màu mặt là xanh tím kết hợp với những cái vết lốm đốm của thời gian rất là tự nhiên. Thiết kế cọc số nổi nha, kim cọc vàng. Và phong cách của em này thì rất là ấn tượng. Sở hữu size mặt ngang 36 và size dọc là 41. Vỏ ngoài bọc vàng au 12.5,
Ở đây là lớp vàng zin nguyên bản, vàng nguyên bản của đồng hồ Paqueta nha. Đây các bác có thể thấy này, trên phần vỏ đã có một vài cái vết, những vết hao mòn nhẹ của thời gian. Và qua đây thì các bác cũng có thể nhìn thấy được cái lớp vàng bên trong của em này, rất là dày dặn luôn ạ. Đó. Phần mặt sẽ được thiết kế theo kiểu trải tia, mặt bên trên và mặt bên dưới này. Form mặt hình vuông cạnh bầu. Đáy inox này, các bác nhìn đây là nắp đáy nha, sáng bóng luôn, rất là đẹp. Nốm zin, nốm nắp chai nguyên bản của Paqueta. Đây là một chiếc Paqueta có tuổi đời khá là sâu này, niên đại 7-80 năm rồi. Niên đại khoảng 7-80 năm. Đó. Máy cơ cốt tay. Em đeo thử lên tay cho các bác cùng ngắm nha. Để các bác cùng chiêm ngưỡng phần mặt của chiếc Paqueta này. Rất là đẹp luôn ạ. Vỏ bọc vàng, dày dặn, phong cách độc đáo, rất là chất. Và để sở hữu chiếc đồng hồ này thì các bác hãy chốt đơn cho em nha, với mã là H188 và giá là 1.580.000 thôi. H188 với giá là 1.580.000. Rồi lên sóng tiếp tục một chiếc Bostock. Một chiếc Bostock với tuổi đời cũng khá là lớn này. Em này sẽ có thiết kế 2,5 kim, biểu tượng hoa thị của thương hiệu Bostock. Thiết kế các cọc số hình mũi tên rất là độc đáo. Em này với lại em Paqueta vừa rồi em mới giới thiệu nên nó cũng có tuổi đời ngang nhau đấy các bác. Đây là cái phần vỏ ngoài, vỏ bọc vàng đã có dấu hiệu hao mòn của thời gian. Cái công nghệ mạ vàng của Liên Xô rất là tốt. Các bác nhìn này, một chiếc đồng hồ với niên đại tuổi đời 80 năm rồi. 7-80 năm rồi thế nhưng mà còn giữ được cái tình trạng tốt như thế này. Người còn già đi còn chết chứ đừng nói là đồng hồ mà còn giữ được cái lớp vàng nguyên vẹn, tình trạng máy hoạt động tốt như thế này thì rất là hiếm luôn ạ. Những cái dòng máy đời mới bây giờ thì không thể nào mà so được với những cái dòng cơ cổ ngày xưa, tình trạng hoạt động siêu tốt luôn. Cơ cốt tay. Và em này có mã là H165, giá 1.580.000 nhé. Lên sóng tiếp tục một chiếc Pontos. Em này là một chiếc Pontos xưa, niên đại sản xuất vào khoảng những năm thập niên 70 này. Pontos với màu mặt huyết. Và các bác biết đến cái thương hiệu Pontos này thì đây là một cái thương hiệu sản xuất đồng hồ đầu tiên và cũng rất là lâu đời của đồng hồ Liên Xô. Và ngày hôm nay thì sẽ nói qua về cái lịch sử thương hiệu Pontos một chút. Thì cái tên đó, thương hiệu Pontos được nó gắn liền với một cái câu chuyện rất là ý nghĩa của lịch sử Liên Xô vĩ đại. Đó là cái thương hiệu Pontos này thì có cái tên Pontos ấy thì nó có nghĩa, dịch ra tiếng Việt thì có nghĩa là chuyến bay. Và nó mang cái ý nghĩa là tưởng nhớ cho cái việc là phi hành gia Yuri Gagarin bắt đầu chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ với một chiếc đồng hồ Stukmanskiya và vào năm 1961. Và ngay sau đó thì cái thương hiệu này nó đã đổi tên thành thương hiệu Pontos, cũng có nghĩa là tên là chuyến bay như bây giờ đấy các bác. Cho nên là khi mà nhắc đến đồng hồ Liên Xô thì người ta sẽ nghĩ ngay đến Pontos, bởi vì là nó mang một cái ý nghĩa rất là to lớn và đánh dấu một cái bước ngoặt cực kỳ là nổi bật đó của ngành hàng không vũ trụ của Liên Xô. Và bác nào mà chưa có trong bộ sưu tập của mình một chiếc đồng hồ Pontos thì các bác hãy ngay nhanh tay liên hệ ngay về cửa hàng Kiên đó để được tư vấn thêm về cái dòng đồng hồ này nhá. Cửa hàng Kiên thì có rất là nhiều các cái dòng đồng hồ Pontos với cực kỳ nhiều các phong cách rất là độc đáo và nhiều đời khác nhau. Thương hiệu Pontos này thì nó cũng cho ra mắt rất là nhiều các cái dòng đồng hồ rất là nổi tiếng rồi. Bác nào muốn quan tâm sưu tầm cái dòng này thì hãy nhanh tay nhắn tin về số điện thoại của cửa hàng Kiên nhé. Ở đây là một chiếc Pontos nổi bật với thiết kế mặt máy 2 tầng. Các bác nhìn vỏ máy 2 tầng. Thiết kế mặt huyết kết hợp với các cọc số
nổi cùng với một ô cờ lịch nằm tại góc 3 giờ. Em này có size mặt ngang là 34, size dọc 42 này. Máy cơ lên dây 23 chân kính ạ. Em này bọc vàng ao 5 nhá. Vàng ao 5. Nói chung là cái công nghệ mạ vàng của Bianco thì em nói rồi, rất là tốt các bác ạ. Cái lớp mạ vàng của nó rất là đẹp. Nga mà có sản lượng vàng gọi nên như là gần như là lớn nhất ở trên thế giới rồi. Cho nên là những cái dòng máy bọc vàng của Nga thì nó sẽ rất là đẹp và rất cực kỳ dày dặn luôn, vì nó có nhiều vàng mà. Ở đây cũng là một cái phiên bản kỷ niệm năm 1945, 1980 năm, 40 năm một cái ngày lễ của Liên Xô, và có các biểu tượng ở dưới nắp đáy này. Và bác nào muốn sở hữu chiếc đồng hồ này thì hãy chốt đơn nha, với mã G18 này, giá 1.980.000. G18 Slava, máy cơ lên dây 26 chân kính. Em Slava này sẽ có một cái phong cách rất là độc đáo. Các bác nhìn này, thiết kế mặt sâu lòng, form bắt úp, vỏ bọc thép, sáng bóng luôn. Một ô cờ lịch nằm tại góc 3 giờ. Em này sẽ có cái màu mặt đen nha, kết hợp với cái phần viền trắng, các hoa văn họa tiết nổi bật. Size 37 này, đáy sáng bóng luôn. Em đeo thử lên tay cho các bác cùng ngắm nha. Đó, đây là phần mặt của chiếc Slava này. Máy cơ lên dây ạ, phong cách độc đáo. Và em này có mã là G21, giá 1.280.000 nhé. Tiếp tục lên sóng một chiếc Helboros. Helboros với màu mặt hổ phách, máy cơ lên dây, một ô cờ lịch nằm tại góc 3 giờ này, thiết kế cọc số nổi. Đó, vỏ ngoài bọc vàng. Đây là một em Helboros của Đức các bác ạ. Helboros thì nó có rất là nhiều các trụ sở, nhà máy được đặt ở nhiều nơi, ví dụ như là ở Thụy Sĩ cũng có cái phân xưởng của Đức này, ở Pháp, của Helboros này. Pháp cũng sẽ có cái phân xưởng của Helboros, Đức cũng có. Hiện tại là em thấy là có 3 nước này sẽ có cái phân xưởng sản xuất đồng hồ Helboros. Đây cũng là một cái thương hiệu, tuy mặc dù là em thấy là nó không quá là nổi bật, nhưng mà nó sẽ có nhiều các cái phân xưởng lớn và cũng khá là nổi tiếng đấy ạ. Đó, vỏ ngoài bọc vàng, vỏ vàng ạ. Em này còn giữ được tình trạng tốt nha, size 35, size dọc là 41, đáy inox. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Em này thì sẽ có một cái phong cách rất là nam tính, nó cực kỳ dày dặn như thế này này các bác nhìn này, vỏ dày dặn luôn, màu mặt hổ phách cũng rất là nổi bật. Máy cơ lên dây, có tay, bộ lịch thủ công nha, lịch trình thủ công. Cho các bác nghệ sĩ yêu thích những cái dòng máy lịch thủ công, lịch xưa như thế này, có thể có thời gian tỉ mẩn mà ngồi mình chỉnh lịch, rất là hay. Lịch của em này thì sẽ chỉnh bằng cách là xoay núm. Hình như em này là ngược lại hướng 6 giờ này. Đúng rồi, các bác sẽ quay ngược lại hướng 6 giờ nhé. Mã H6 giá 1.580.000. Mà bác nào chưa biết chỉnh thì cứ mua về đi, rồi em sẽ hướng dẫn. H6 giá 1.580.000. Qua mẫu một em bốc tốc mặt huyết. Bốc tốc máy cơ lên dây 18 chân kính. Thương hiệu đồng hồ bốc tốc thì cũng rất là nổi bật của Liên Xô. Ở đây là một cái thương hiệu được sản xuất đồng hồ dành riêng cho quân đội, lính Hồng quân của Liên Xô đấy các bác. Mở sở hữu màu mặt đỏ, cọc số chạy tia, một ô lịch nằm tại góc 3 giờ. Mặt em này thì nó có một cái vết đỏ son ở trên này. Vỏ ngoài bọc vàng, ao 10 nguyên bản. Đó, các bác nhìn này, vỏ vàng của em này rất là đẹp luôn nha. Đáy inox. Sở hữu size mặt là 39, size 39 không tính núm. Bộ máy cơ lên dây 18 chân kính ạ. Và em này có giá là 1.580.000, mã H54 nhé. Mẫu đồng hồ cuối cùng trong video này gửi đến các bác một em bốc tốc dáng trứng. Em này cũng là một chiếc mặt huyết này. Hôm nay sẽ có hai chiếc bốc tốc mặt huyết.
Một chiếc với mặt màu đỏ tươi và chiếc này sẽ có cái màu mặt đỏ sậm một chút. Nổi bật trên phần bề mặt là các hộp số học trò. Cái dáng này nó tuổi đời nó sẽ sâu hơn này các bác này. Chiếc này thì có tuổi đời khoảng sản xuất vào đầu những năm thập niên 50. Đó, dáng trứng nha. Dáng trứng này rất là phổ biến, cái dáng trứng xưa này. Đó, đáy vỏ bọc thép không gì toàn thân, sáng bóng luôn. Em này cái chất liệu vỏ rất là đẹp. Bây giờ em sẽ đo thử cái size mặt nhé. Size ngang là 35 và size dọc là 340. Bộ máy cơ lên dây với 17 chân kính này. Máy cơ có tay. Có tay ạ. Nguyên bản luôn. Bác nào muốn sở hữu với em đồng hồ Bostock này chốt đơn nha. Với mã là H156 giá 1.180.000 này. H156 với giá là 1.180.000. Và mẫu đồng hồ Bostock này cũng đã kết thúc video của em hôm nay ở đây rồi. Cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian theo dõi video của kênh đồng hồ Kiên Đồ Cũ ngày hôm nay. Chúc các bác một kỳ nghỉ lễ, một ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình. Và có thể tìm cho mình được một mẫu đồng hồ ưng ý nhất để thêm vào cái bộ sưu tập đồng hồ xưa cổ của các bác thêm phần phong phú nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo ạ.